Tại sao phải là giải mùng mà không phải là giải quần áo hay giải jean hoặc là giải... Tại vì giải kia là dán vô nó nặng lắm. Dạ, tại vì giải mùng nó có lưới á. Lưới. Dạ, cho nó dán xong rồi mình dán keo lên giấy á, là cho nó ăn vô giấy. Để nó chắc. Dán mùng xong á phải phơi một ngày. Phơi cho nó khô. Xong sau này mới dán giấy. Dán giấy là dán một lớp xong phải khô, phơi khô nữa mới dán thêm một lớp nữa. Thứ nhất là thắt cái sườn. Thắt cái sườn. Dạ, thắt cái sườn lưng. Thứ hai là mình dán giải mùng. Hai là dán giải mùng. Dạ. Dạ. Thứ ba là mình dán giấy. Dán giấy lên. Dạ. Thứ tư mình vẽ. Vẽ lên. Dạ. Thứ năm là mình lên lồng trang trí. Dạ. Thứ năm. Dạ. Cuối cùng là giao cho khách. Dạ. Vâng, thấy không, kiểu đây là một cái mô hình nhưng mà anh nhìn nó sẽ rất là phức tạp mà nó nhiều chi tiết ha. Của anh ấy, làm cái đầu thì khoảng anh mất khoảng thời gian bao lâu á? Mình làm ở đây là ví dụ là chậm nhất đó là một tuần, lẽ là 5 ngày. Thấy nó lằng ngoằng mà nó kiểu quá trời phức tạp. Tại vì biết sao anh, nó nhiều cái chi tiết lắm. Đầu tiên là khuôn nhôm. Có cái khuôn nhôm là mình bẻ cái khuôn nhôm. Cái khuôn đó mình phải đặt theo cái tiêu chuẩn hay theo yêu cầu của khách hay như thế nào? Không, ở đây là có cái khuôn sẵn. Dạ. Có khuôn sẵn mình bẻ theo cái khuôn. Có 3 mẫu mình có 3 khuôn, 5 mẫu mình có 5 khuôn. Dạ. Trước mắt là mình bẻ cái khuôn trước, xong rồi bắn nhôm, sau này mới thắt mấy cái che may lên, rồi xong rồi tới mấy cái chớp mắt nè, chớp mắt là mấy cái kẽm á. Dạ. Dạ, mình cứ cột vô là mình canh cho nó đều. Tại vì cái may này là may xuất khẩu. Là nó dẻo. Dẻo. Là đặt riêng cho để dạ, làm dạ, những dạ, cái này. Dạ. May xong là tới cái gì nữa là bắt đầu cái lớp giấy dán lên. Giải mùng. Tại sao phải là giải mùng mà không phải là giải quần áo hay giải jean hoặc là giải... Tại vì giải kia là dán vô nó nặng lắm. Dạ, tại vì giải mùng nó có lưới á. Lưới. Dạ, cho nó dán xong rồi mình dán keo lên giấy á, là cho nó ăn vô giấy. Để nó chắc. Dán mùng xong á phải phơi một ngày. Phơi cho nó khô. Xong sau này mới dán giấy. Dán giấy là dán một lớp xong phải khô, phơi khô nữa mới dán thêm một lớp nữa. Là hai lớp giấy. Giấy xong mình dán đề can. Có khách yêu cầu cần đề can. Có khách hỏi cần đề can, cần nó nhẹ thì mình không có dán đề can. Đây em thấy có những cái móng chốt này, cái này là sẽ là những cái gì để dán ở đây ha? Cái này là băng keo, băng keo giấy. Băng keo giấy luôn. Dạ, băng keo giấy. Còn kẽm thì sẽ đưa vào công đoạn nào để uốn thành hình những cái... Tay, bẻ tay. Công đoạn của cái làm cái đầu lưng này thì cái nào là khó nhất? Cái khó nhất là mỗi người mỗi cái duyên. Bẻ sườn cũng khó, vẽ cũng khó. Còn dán là nó dễ chút xíu. Hai công đoạn là khó nhất là bẻ sườn với vẽ. Ra cái số lượng bắt buộc phải mỗi người mỗi khâu. Còn một người làm hết lâu lắm. Thế trong xưởng của mình cho em hỏi là mình có bao nhiêu nhân công? Ở đây có 12 người. 12 người ạ? 12 người là làm suốt luôn hay là có thay đổi theo ca hay gì không? Không, làm suốt luôn. Làm suốt luôn? Dạ. Yeah. Ở đây đa số là thành viên của một đoàn lưng là làm ở đây không mà không có người ngoài. Sau khi mà xong bắt đầu là mình mới vẽ. Nhưng sau khi anh dán bắt đầu vẽ. Vẽ là cái công đoạn cuối cùng chưa? Là chưa. Cuối cùng là trang trí. Vẽ thì những cái màu như thế nào vẽ lên trên cái đầu con lưng ạ? Ví dụ có màu sáng, màu tối, ví dụ là cái nền đỏ lên lông vàng mình phải bắt buộc phải theo khách yêu cầu. Mỗi năm mỗi kiểu khác người ta yêu cầu. Thí dụ năm nay năm con gì? Năm con rồng. Rồng. Năm cọp, mình phải làm con cọp. Tại vì khó mấy cái đó. Giống như cái này nè. Cái này nè, nó đầu rồng nhưng mà nó là kiểu lưng. Năm nay năm con rồng. Nhưng mà tất cả cái khung này là giống nhau đúng không anh Hùng? Cái khung của cái đầu không, cái khung này anh nói là thành một cái mẫu khung này là nó sẽ giống nhau. Thì thí dụ cái mẫu là mẫu mỏ rảnh thì là giống. Còn cái mỏ tròn, mỏ tròn là cái mẫu dài hơn của sao đây. Bây giờ thí dụ như mình dán xong với anh nói là dán mùng dán giấy nè thì nó sẽ ra cái đầu của lưng như thế nào, anh cho tụi em thấy được không? Ôi, có luôn hả? Dạ. Một cảm giác mà cứng cáp. Đây nè, ân thấy những cái gân nó lên đẹp chưa? Nhưng mà làm sao mà nó dính chặt cái giấy vô mà nó chắc như vậy ta? Hồi xưa là dán hồn, rồi sau này thay đổi là dán keo sữa. Keo sữa? Dạ, keo sữa để cho nó dẻo với nhẹ. Nhưng mà có máy sấy hay lấy hay gì để cho nó phơi nắng.
là nó vô, nó rút vô luôn. Anh phơi bao nhiêu lâu thì nó mới được chặt cái giấy vô? Thì có nắng thì 2-3 tiếng, nhiều khi không có nắng ngày. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh hai mùa mưa nắng, cái tới khi trời mưa không kịp. Treo cái đèn ở trỏng. Treo cái gì? Cái đèn, bóng đèn á. À, bóng đèn nó phát ra nhiệt độ. Nếu mà mưa thì sẽ phơi trong đây. Dạ. Ồ, cũng sáng tạo ha. Hay. Mà em thấy nè, đúng không? Ân thấy rõ ràng không? Mới căng. Rồi sau đó thì sau cái này xong là tới cái gì? Tới là vẽ hay là vẽ, sao? Vẽ. Ồ. Mấy bạn đang vẽ. Mấy bạn đang vẽ đây. Bây giờ trước khi đạp ơn thử thách thì chắc là anh Hùng sẽ phải vẽ hoặc là làm sao cho bạn ấy biết hình dung được khái niệm vẽ trên lưng này như thế nào. Anh chọn là màu gì? Màu cam. Màu cam ha. Dễ thấy. Dạ. Bây giờ anh vẽ theo cái gì mà anh lấy đi cái này để làm cái này làm. Cái này là cái chán lưng. À, cái phía trên chai chán ở đây. Cái kiến á. Đây đúng không? Dạ, à đây dạ, đây nè dạ, đúng không? Dạ. Oh. Ủa nhưng mà tại sao lại có phải có cái kính cạn đây? Chiếu quang, phản quang á. Thì nó có sẽ có luồng sáng kiểu kiểu. Dạ, dạ. Bây giờ mình canh cái này trước nha. Xong anh vẽ một bên, em vẽ bên kia, em vẽ theo. Dạ. Tại vì á, mình canh trước. Anh cũng canh thôi. Có khi nào mình vẽ hư thì mình chùi được không anh? Không, tô trắng lại. Anh học bao lâu thì anh biết vẽ như vậy? Hồi xưa là học vẽ thư pháp. Là bao lâu? Cũng mấy năm á. Ừ, nè. Em mà vẽ được là em xịn đó. Anh ơi, thử thách này hơi bị căng thẳng. Tay anh để không? Đó. Cũng kiểu nét thư pháp nhỉ? Đúng rồi. Là trong đầu anh đang hình dung ra cái dạ, cái gì đó đúng không? Dạ. Mình có quyền sáng tạo theo ý thích của mình đúng không anh? Có quyền thì mình sáng tạo được đẹp còn tốt. Có nhiều khi vẽ theo sở thích của khách hàng đấy. Thì có những cái mẫu. Dạ. Nhưng mà thường ta không thích vẽ theo mẫu đâu, tại vì anh nó đã làm bằng tay. Đúng rồi. Những cái sản phẩm làm bằng tay là nó sẽ riêng của từng người. Những cái sáng tạo cá nhân của mỗi một nghệ nhân thì họ không thích giống nhau hoặc là không có đụng hàng. Dạ. Đúng không anh Hùng? Đây là phác họa thôi, còn sau đó em sẽ vẽ lại những cái màu khác nữa. Dạ. Bắt đầu em đồ hình những cái nét ở trong và nửa bên này còn lại để cho Ân này đúng không anh? Đó, anh làm một nửa. Cái khác cũng được không anh? Yeah. Được, nhưng em có thể em nhìn cái bên kia em copy của anh, em chép lại bên này theo của em rồi thầy xong rồi thầy sẽ chấm điểm. Rồi, đây là cái phần của thầy Hùng nha mọi người. Đó, rồi bây giờ tới phiên của bạn Ân.